bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 14 tháng 5, Thánh Matthias Tông Đồ. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, Thầy gọi các con là bạn hữu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Người bạn chí thành, chí thân, chí thiết. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, Thầy gọi các con là bạn hữu. Vì phải chọn một người khác thay thế cho Giuđa, kẻ phản bội Chúa Giêsu, nên Thánh Phêrô, tông đồ cả, nói với anh em rằng: Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây để cùng với chúng ta làm chứng người đã sống lại. Họ giới thiệu hai người: ông Giuse, tức Ba-sa-ba, biệt danh là Công Chính, và ông Matthias. Đoạn họ cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tức hiệu tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó. Thế rồi họ bỏ thăm, và Matthias đã trúng thăm. Ông được kể vào số với 11 tông đồ. Các tông đồ được Chúa gọi là bạn hữu, vì họ ở lại trong tình yêu Chúa và nối dài tình yêu Chúa qua tình yêu thương hiệp nhất, qua việc nối tiếp sứ vụ thí mạng vì yêu chiên, và qua việc ra đi loan báo tình thương Chúa cho khắp mọi loài. Mỗi người, mỗi nhà trong giáo xứ cũng được kêu gọi và tuyển chọn làm những người cộng tác với các tông đồ. Nghĩa là chúng ta cũng phải chia sẻ sứ mệnh của các linh mục quản xứ trong việc xây dựng tình yêu thương hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn, hy sinh hiến thân phục vụ mọi người, nêu gương yêu thương để nên nhân chứng phục sinh giữa lòng thế giới. Ước gì các gia đình yêu mến Chúa Giêsu tin người đang hiện diện như một người bạn chí thánh, chí thân, chí thiết. Lạy Chúa, xin các gia đình yêu thương nhau và cùng mọi người hiệp nhất tham gia xây dựng đời sống giáo hội. Amen. Đức Bà là đấng đáng tôn trọng, cầu cho chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nữ vương của gia đình.
con xin dâng lên mẹ gia đình con. Trước tiên, xin dâng người bạn đời của con, người đã cùng con nên vợ thành chồng trước mặt Chúa. Và xin dâng con cái của chúng con, những quà tặng quý giá của Chúa, kèm theo sứ mệnh nêu gương sáng và giáo dục con cái nên người. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con thật lòng mến yêu kính sợ Chúa, thật lòng yêu nhau và tôn trọng nhau, quyết lòng trung tín với nhau, thủy chung với nhau cho đến trọn đời. Xin cho con cái của chúng con biết tin cậy mến Chúa và sống tình huynh đệ yêu thương nhau, cho mái nhà chúng con thành mái ấm hạnh phúc, thành đền thờ của Thiên Chúa ngự trị. Amen. Dâng cho mẹ người bạn đời của con, là người vợ sắc son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho mẹ người vợ hiền thủy chung, đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm chồng. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Con xin dâng cho mẹ
tuổi thơ thủy tinh, dâng đàn con dân sinh biết thành công vững lòng tôn kính. Con xin dâng cho mẹ đây tuổi hoa tuyến trinh, biết mến yêu chân thành thuận hòa bài ca hòa bình. Con xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sung vầy, tình yêu em đêm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm em đêm ngày. Con xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sung vầy, tình yêu em đêm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm.